Trời ơi, em đệm hơi hoa nhà em sâu hót đây các chị ơi. Mặc vừa mềm, vừa êm, vừa nhẹ, vừa thoáng, vừa mát cho em. Mà các chị nhìn cho em này, ren đẹp không các chị? Quá đỉnh, quá đẹp luôn. Mà cái giá gọi là siêu hạt rẻ luôn. Nhà em bình thường đang bán với cái giá gọi là cái giá niêm yết là 350-380 nghìn. Các chị có thể đi tham khảo cho em tất cả các shop ngoài thị trường. Shop nào bán rẻ nhất cũng phải là 350-380 nghìn luôn. Và đây là em dọn kho em thanh lý nhá. Lưu ý tất cả các chị là em thanh lý, nên chị nào đã từng mua với cái giá 350-380 nghìn rồi, không hờn em. Đây là em dọn kho em thanh lý với cái giá chỉ có bao nhiêu ạ? 179 ngàn. Các chị yêu nhá, nhìn cho em này. Mút của nó là toàn bộ là đệm hơi cho em. Mút đệm hơi cao cấp, rất mềm, rất êm như này các chị này. Mà mút của nó vừa phải, tầm độ khoảng 3 phân, nâng gom ngực lên rất là đẹp. Và cái thứ hai nữa này, gọng của nó là gọng dẻo, gọng silicone, rất mềm, rất êm. Các chị ơi, nó mềm đúng như sợi bún ấy. Các chị có thể là quăng quật vào máy giặt cho em thoải mái, không sợ hỏng form hỏng quả cho em, mà không sợ méo gọng, không sợ bị lòi cái gọng ra các chị yêu nhá. Mặc nó mềm, nó êm, nó đã đời luôn các chị yêu nhá. Mà ren của nó các chị nhìn này, ren của nó rất mềm, rất mịn, rất mát cho em. Mà chất của nó gọi là mê ly rồi, form dáng của nó nâng gom lên tạo khe rất đẹp rồi. Mà màu của nó rất là xinh luôn. Và các chị lưu ý này, 179.000 duy nhất chỉ áp dụng, các chị chốt đơn trên like cho em mọi người nhá. Duy nhất áp dụng chốt đơn trên like cho em. Và màu này gọi là màu da cho em các chị yêu này. Màu da cho em và màu thứ hai nữa mọi người ơi. Màu thứ hai gọi là màu đỏ cho em nữa các chị ơi. Màu đỏ cho em nhá. Và một cái màu thứ ba nữa mọi người có thể là gọi cho em, cái màu này gọi là màu xanh cho em các tình yêu này. Màu xanh cho em. Và một cái màu được gọi là màu nâu tây. Khách của nhà em đặt cho cái tên rất là tây ba lô luôn các chị yêu nhá. Màu này gọi là nâu tây cho em này. Và một cái màu cuối cùng là các chị nhìn cho em là tông màu đen các chị yêu nhá. Tông màu đen cho em. Và tông màu này gọi là tông màu nâu tây cho em các chị yêu nhá. Nâu tây cho em. Và một cái màu nữa mọi người ơi, màu xanh. Có bốn màu tất cả các chị yêu nhá. Mặc lên gọi là đỉnh của chóp luôn các chị yêu ơi. Em nói thật luôn, cái giá gọi là 350-380 nghìn thì các chị nên lăn tăn. Nhưng đây là cái giá gọi là bao nhiêu tiền ạ? 179 nghìn. Chị nào lăn tăn là không có đơn, lăn tăn là không có hàng các tình yêu nhá.